Theo ông Mai Văn Kim, giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cơn bão số 6 có tên quốc tế Nargi tên một loài hoa của Campuchia, đã đổi hướng và quay thẳng về phía Việt Nam, nhằm khu vực các tỉnh Trung và Nam Bộ. Ông Kim lý giải, do bão số 6 đang di chuyển trên một vùng biển ấm, các điều kiện động lực ngay tại khu vực bão cũng rất thuận lợi để bão tích tụ năng lượng và mạnh lên. Ngoài ra, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng tới các tỉnh dùng núi phía Bắc trong ngày mai, át cao lạnh lụt địa dồn xuống phía Nam. Sự kết hợp của không khí lạnh phía Bắc và bão số 6 ở phía Nam tạo ra gió Đông Bắc rất mạnh ở rìa phía Bắc của cơn bão, khiến bão số 6 tăng cấp nhanh kể từ ngày mai ngày 7 tháng 11. Dự kiến, bão số 6 có khả năng mạnh lên cấp 11 trừ 12 khi vào đến phía Bắc quần đảo Trường Sa trong ngày thứ Bảy và Chủ nhật ngày 9 và 10 trừ 11. Nếu đạt cấp 11 hoặc 12, bão số 6 sẽ là cơn bão mạnh nhất kể từ đầu mùa bão năm 2019 đến nay trên khu vực Biển Đông, ông Kim cho biết. Bão số 6 khi vào gần bờ, gặp dùng biển lạnh hơn, không khí lạnh đã xuống tới khu vực Trung Bộ trước đó nhiều khả năng sẽ suy yếu đi 2 trừ 3 cấp, thậm chí hơn khi tiến sát dùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ bão sẽ gây mưa to đến rất to khả năng cao sẽ tập trung trong khoảng thời gian từ đêm ngày 9 đến hết ngày 11 tháng 10 ở khu vực các tỉnh thành gian biển từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và phần phía đông của hai tỉnh Gia Lai và Con Tum, với lượng mưa trong một ngày có thể đạt trên 100mm. Từ đêm 11 tháng 10 mưa vẫn còn ở các khu vực trung bộ nhưng cường độ giảm rõ rệt.